Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã hủy kết quả trúng đấu giá đất Thủ Thiêm của hai đơn vị trúng đấu giá đất nhưng không nộp đủ tiền. Thời hạn 180 ngày phải thanh toán theo hợp đồng đã kết thúc cách đây 2 ngày, nhưng hai công ty là công ty cổ phần Sin Mega và công ty cổ phần Dream Republic, trong đó thì tiền sử dụng đất còn nợ của hai công ty lần lượt là hơn 3.796 tỷ đồng và hơn 3.799 tỷ đồng. Khi mà Ủy ban Nhân dân ra quyết định hủy cái quyết định đấu giá thì cơ quan thuế sẽ hủy thông báo nộp tiền sử dụng đất, và khi cơ quan thuế hủy thông báo nộp tiền sử dụng đất thì cái số tiền chậm nộp mà cơ quan thuế đang theo dõi trên hệ thống ứng dụng sẽ đồng thời cũng sẽ bị hủy.